Chào các bạn, hôm nay lần đầu tiên mình trải nghiệm cái lẩu tự sôi này đó. Chúng ta hãy cùng nhau xem ở bên trong nó có gì nha. Đầu tiên mình thấy nó có hai khay nè. Bên cạnh đó là có các cái gói, đầu tiên là gói miếng hay phở gì đó rồi các cái gói rau củ gia vị. Ý, có một em gấu lẹ lưỡi chắc là cay lắm đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lần lượt cắt từng cái thành phần này bỏ vào trong cái khay thôi. Cái phần sợi này mình không biết gọi là phở hay là miếng cho nên mình gọi chung là sợi ha Vì cái phần sợi bánh này thì mình thấy nó nhiều lắm á Cho nên có thể hai bạn cùng ăn cũng được luôn đó Tiếp theo cái gói màu xanh này chắc là rau củ Màu xanh thì của rau củ thôi Wow chính xác luôn Cái này là củ sen, à, nấm nè Rồi các cái củ theo như um, Việt Nam của mình thì có cái củ hoài sơn á các bạn Mình thấy nó giống giống vậy đó Và đây là em thịt Ừ, nhìn còn tươi ngon quá ha Và đây thì mình nhìn nó giống giống như đậu giá hay thấy cái gì á các bạn ơi Không rõ nữa Và cuối cùng là cái gói này chắc là cái gói gia vị quá Rồi giờ chúng ta sẽ cho nước vào xâm sắp nè Tiếp theo là xé cái gói tạo nhiệt này ra Xong rồi cũng đổ nước vào trong cái gói đó Và sau đó là cho khay lẩu vào và đợi trong vòng 15 phút thôi. Các bạn thấy không? Nó sủi bọt ở dưới đáy đó. Rất là nóng luôn á. Và khối đã bốc lên cao nghi ngút, sắp được ăn rồi. Đánh đánh đánh. Bây giờ chúng ta có rồi đây. Wow, nhìn màu sắc hấp dẫn quá ha. Cái gói gia vị hồi nãy nó tan ra rồi đó các bạn. cái sợi miếng thì nó cũng đã mềm ra rồi, cái sợi bánh á. Ừ để bây giờ mình thử một miếng coi nó như thế nào nha. mình thấy về phần rau củ thì nó vẫn còn tươi mới lắm, sực 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 sự, sự. ngon rất là ngon. phần miếng thì nó mềm dai dai nè, phần nước súp thì hơi bị cay đó nha, cho nên cái món này rất thích hợp cho bạn nào mà ăn được cay đó. còn về phần thịt mình phải công nhận là cái miếng thịt này nó rất là ngon luôn á các bạn, nó vừa mềm mà nó vừa ngọt nữa. hi vọng các bạn cũng sẽ có được một bữa ăn ngon nha. bye bye.